Chú ơi, hiệp định Geneva và hiệp định Paris khác nhau gì không chú? Khác nhau 5 ký con, đúng không? Khác nhau 5 ký, còn 5 ở Thụy Sĩ, 5 ở Paris. Còn về bản chất, hiệp định Paris là cái văn bản nó hoàn thiện hơn về hiệp định Geneva. Nói chung hai hiệp định nó về bản chất như nhau, nó trắng là vậy luôn. Nhưng mà chỉ có một cái là cái Geneva lúc đó là nhiều bên quá, Việt Nam mình lúc đó còn yếu nên nhịn chút, đúng không? Còn hiệp định Paris lúc đó Việt Nam mình hổ báo cáo trộn rồi, ứ nhịn nữa đập luôn. Nói gì cho mấy em trẻ trâu hiểu. À, hiệp định Paris không có điều khoản cho Mỹ có điều kiện rước ngụy quân Sài Gòn, ác quá. Đó là điều khoản, điều khoản phụ thôi chứ là sao, ý chú là sao? Không có điều khoản cho Mỹ tức là Mỹ không được dắt Việt Nam Cộng Hòa đi theo hả? Ý chú là vậy hay là sao? 1979 nếu Pol Pot tự thủ ở đất Thái thì Việt Nam có bị sa lầy chiến tranh thêm 10 năm nữa không anh? Thì nó tự thủ ở Thái chứ tự thủ ở đâu? Thì năm 79 nó tự thủ ở Thái chứ không lẽ nó tự thủ ở bên Trung Quốc mày? Hiệp định Paris thằng Trung Quốc nó cay lắm vì Việt Nam không cho nó ngồi chầu rìa. Nó có tuổi gì nó vô mâm đó, đuổi nó ra. Đúng rồi ba, hiệp định Paris không cho Trung Quốc vô, thậm chí Nga chưa được vô, Liên Xô chưa được vô, Trung Quốc tủ tôm. Hợp lý không các bạn? Đó là gì? Đó là quyền tự quyết đó ba, cái đó là quyền tự quyết đó chứ. Việt Nam Cộng Hòa làm gì có tuổi, nói cho nghe luôn. Ngay cả bây giờ Triều Tiên vẫn chưa có quyền tự quyết đâu nha các bạn. Triều Tiên bây giờ mà đàm phán với Hàn Quốc đó, là phải con Mỹ với con Trung Quốc chắc chắn luôn, thậm chí dù khi Nhật nó phải tham mưu nữa. Hà, Triều Tiên tới bây giờ vẫn chưa có quyền tự quyết. Nhìn nhìn Nam Bắc Triều Tiên là hiểu chế độ rồi, đúng không Di? Không đủ, không đủ, đúng không? Mày phải nhìn Nam Bắc Việt Nam hiểu chế độ mới đủ, mới đúng, đúng không? Tại sao mày là người Việt Nam mà mày nhìn Nam Bắc Triều Tiên? Mày phải nhìn Nam Bắc Việt Nam. Nó Nam Bắc Việt Nam nó phản ánh rõ ràng và chính xác nhất theo chế độ bán nước kết quả thế nào, đúng không? Theo theo chế độ gọi là thống nhất đất nước thì kết quả thế nào. Và bây giờ 4 năm 46 năm sau người ta tranh luận nó vẫn chưa có hồi kết. Đó, nó vẫn chưa có một cái bàn gỡ nào cho phe miền Nam hết. Đúng không? Phe miền Nam đóng một kép mở một kép nha, chứ không phải là phe miền Nam tất cả. Miền Nam đóng một kép mở một kép là miền Nam bán nước, đúng không? Còn miền Nam yêu nước là bình thường, miền Nam yêu nước chung với miền Bắc, chung với miền Trung luôn, là không có tính miền nữa. Nói cho nó rõ để không mấy ông nội hệ hiểu sai, mấy ông nội tưởng là tôi nó Bắc Nam muốn lộn là không có đúng. Nhìn Đông Đức Tây Đức mới rõ chứ, nếu mà là mày là người Đức thì mày qua mày nhìn Đông Đức Tây Đức, còn mày đang dùng tiếng Việt Nam thì phải dùng Nam Bắc Việt Nam, hiểu chưa? Nó Đông Đức Tây Đức chẳng qua xui Liên Xô sụp đổ đó, thì Đông Đức nó mới về với Tây Đức chứ nó cũng không có trải một cuộc đấu tranh giải phóng nào cả, đúng không? Nếu mà nói trải qua đấu tranh giải phóng để thống nhất hai miền đất nước chia cắt đó thì chỉ có Việt Nam. Xin thưa với đồng chí, chỉ có Việt Nam trên thế giới này, tôi chưa thấy nước thứ hai, mà chỉ có Việt Nam, chỉ có Việt Nam đánh bại được đế quốc Mỹ xâm lược, đánh bại được thực dân Pháp, đúng không? Đẩy lùi thực dân Anh, đúng không? Đó, chỉ có Việt Nam, duy nhất chỉ có Việt Nam thôi. Nam Bắc Triều Tiên chưa được, Đông Đức Tây Đức chưa được. Xưa người Đông Đức phải trốn qua Tây Đức, chuyện đó chuyện bình thường, chuyện đó chuyện bình thường, chả có khỉ khô gì đó. Ta leo qua cái bức tường, tôi nói bạn rồi, leo bức tường có khỉ khô gì ghê, đâu mà so với đi vượt đại dương, đúng không? Leo qua bức tường cùng lắm té chết gãy tay, té không chết đâu, gãy tay gãy chân thôi, ta vẫn làm lại cuộc đời. Còn bây giờ vượt biển vượt sông băng rừng lội suối kìa, biết thiếu cha gì cái chết không muốn nhắc lại. Đó dựng thành phim là phim kinh dị nhất hành tinh luôn, đúng không bạn? Mà cái cuộc mà vượt biển vĩ đại nhất hành tinh là cuộc vượt biển của mấy bạn đó đó. Còn cái cuộc mà gọi là đi sa mạc mà ghê nhất thế giới á, là của thằng Ấn Độ, nhưng mà cái tăng đó, lịch sử thế giới các bạn biết nó còn non lắm, đừng có gáy. Đông Đức Tây Đức là gì? Leo bức tường xong phát một xuống bình thường, cũng là Đức, cũng cũng chung dòng máu tiếng nói hết tất cả thứ, nhưng mà do Đức Quốc xã ngày xưa nó đánh lộn này nọ, khi mà vô Liên Xô với Liên Xô vô một bên, Mỹ vô một bên thì Đức nó phải chịu. Nó cũng chỉ là cái chuyện mà chỉ bị chiếm đóng tạm thời chứ nó không phải là bị xâm lược. Trình non mà tối ngày thích nói chuyện chính trị nè con. À, chỉ có cộng sản Việt Nam nghèo quá nên mới làm liều thôi, giàu như tư bản đâu có ngu như vậy. Rồi ok, bây giờ tao hỏi mày, thằng nghèo nhất thế giới theo tư bản hay theo cộng sản? Thằng giàu nhất thế giới theo tư bản hay theo cộng sản? Nên đừng có mở mỏ ra nói chuyện giàu nghèo ở đây. Giàu nghèo nó mang tính chất là quốc gia và dân tộc, nó không mang tính chất thể chế nha con. Còn ở Việt Nam này á, còn ở Việt Nam á, thì tao đã nói khẳng định với mày một câu đam sắt muối rồi, người Việt Nam ở lãnh thổ Việt Nam là giàu nhất. Còn tụi mày á, ở nước ngoài á, nghèo hơn thì đừng có gáy tư bản hay là cộng sản.
đúng chưa? Sao thường những người chống cộng họ hay nghèo danh, tại họ đi ngược cái chân lý của thời đại. Cộng là tất yếu rồi, không thể chống, đúng không? Nếu mà cộng mà chống được á, thì năm 75 đổi màu cờ, đúng không? Đó là hoàng kỳ tung bay khắp miền Nam Việt Nam. Ta dùng chữ miền Nam Việt Nam thôi, ta không có dùng chữ miền Bắc, tại miền Bắc ra không có nổi. Thế cụ Diệm là ai vậy anh? Nói chung cụ Diệm là một nhân vật anh hùng bán nước đó, anh hùng bán nước thời buổi mà gọi là thế kỷ 20, ở giữa thế kỷ 20 của lịch sử Việt Nam đấy bạn. Nghe đồn Hồ Tệ ra khỏi biên giới không ai chịu xài hả anh Duy? Mày đừng nói chuyện mất dạy con, mày phải dùng là tiền Việt Nam, đúng không? Tiền Việt Nam ra khỏi biên giới không ai chịu xài hả anh Duy? Thì tao dạy rồi viết lại nha. Còn hổm lóc 3 triệu luôn, cho mày sẽ quyết định có viết lại hay không. Tao nói là dạy con là phải từ thở còn thơ, mà dạy phản động từ thở mới nhập môn mới vô, phải dạy nó phải uống nắng đó mấy bạn. Vì à, bác Hồ có 100 mấy tên kỳ di rồi, ok mày kể tên được 50 tên thôi, tao cho mày là bắt môn, cho mày qua môn. 100 tên nhiều quá, giờ kể tên được 50 tên thôi cho mày qua môn nha. Trốn chui trốn lũi phải có nhiều tên thôi. Không, mày nói đúng, riêng cái điểm này mày nói đúng, anh đồng ý. Nói chung thời bác lập cách mạng cũng khổ lắm mà, trên đe dưới búa đồ, kế bên giao phay đồ, đúng không? Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, tất cả mọi thứ đều chống lại bác hết, nhưng mà bác vẫn là gọi là một người dành cả đời cho dân tộc, cho một cái sứ mệnh, đánh cho mùng Mỹ Cúc, đánh cho Ngụy Nhào và đánh cho tổ tiên thằng Henry Lu đu cạc bỏ chạy. Nên bây giờ thằng Henry Lu thì nó dùng lời lẽ thì nó cũng có thể nó thiếu tôn trọng bác chút, nhưng mà có những cái nó nói thì cũng đúng. Nhưng mà thôi, Việt Nam một lần nữa cảm ơn bác Hồ. Có bác Hồ tao mới ngồi đây tao uống nước Aquarina, còn không có bác Hồ mày uống cái thứ nước gì đó tao cũng biết nữa. Nó, mày có cụ Diệm, đúng rồi, có cụ Diệm uống thứ nước gì đó tao cũng biết nữa. Nên thôi mình không bàn cãi, không tranh luận mấy vấn đề này chứ cho nó mệt. Bác ăn ti của bác thì cũng khá là nhiều đó. Sao không kêu bác Minh mà kêu bác Hồ? Bác của tao kêu sao cũng được hết á nha. Phản động như mày không cần ý kiến. Phản động của mày về kêu cụ Diệm đi. Cụ ơi cụ, sao cụ bỏ đi năm 63 sớm thấy cụ đó, mày kêu cụ Diệm đi. Sao cụ chưa hoàn thành được sứ mệnh tam quyền phân lập, mang dân chủ nhân quyền cho miền Nam mà cụ lại cụ bỏ ra đi, cụ bỏ lại một cái miền Nam hổ đốn để cho tụi nó bè lũ nó giành giật nhau, nó cướp nhau đồ ABC các kiểu, con đà điểu. Bên chiến tuyến nước nó đông đá hay sao đấy ạ? À, không, bên chiến tuyến uống nước biển Cali mặn thấy mẹ luôn. Uống nước biển Cali mặn lắm mấy bạn. Đất nước hay chế độ nào cũng có cái xấu và cái tốt. Những cái xấu tao đưa lên đây để góp ý sửa đổi và thay đổi, chứ không phải lật đổ, nên tao không phải phản động. Đó là mày nói thôi, nhưng mà tao đánh giá mày là phản động, đúng không? Tại sao cái tốt mày không đưa, mày đưa toàn là cái xấu, mà cái xấu mày đưa lại không đúng nữa, mày đưa mày thêm mắm dăm muối, mày xào chẻ, mày bẻ lái đồ các kiểu nữa, thế mày là phản động. Còn cái cuối cùng nữa mày đưa lên đây cũng đâu góp ý được, đâu giúp tốt được đâu, đúng không? Mày phải đưa ra quốc hội kìa mới giúp tốt được. Còn mày đưa lên đây chẳng qua cãi lộn thôi. Thứ nhất, thằng chủ diễn đàn Duy Nguyễn và tất cả mọi người ngồi đây làm gì có thể thay đổi được những cái gì, mày hiểu không? Nói mày xàm chết mẹ, phản động nhận bà là phản động đi, đã phản động mà còn ngại, đúng không? Đã nghiện mà mắc cỡ nữa, đó là ca ve mà còn bị đặt e dè. Làm lẹ đi ba. Mỹ đóng quân ở đâu? Ở đó đóng tiền bảo kê cho nó, còn ở Việt Nam thì Mỹ phải xin vào đóng quân và đưa thêm hối lộ cho Việt Nam. Nếu cộng sản tham nhũng thì sao không lấy tiền đó ăn mẹ cho rồi, đâu ai biết lại chính danh. Ý mày nói là Việt Nam không cho Mỹ đóng quân đúng không? Nhìn Hoa Kiều mà chán cho Việt Kiều hả? Câu này nhiều người nói rồi mà. Sao không uống súp cộng sản đi Duy? Không, tao nói mày nghe vậy nè. Tao ăn gạo cộng sản, ăn cơm cộng sản và bú sữa cộng sản là được rồi. Sữa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nha các bạn. Đó, còn mấy cái súp xiết này á, thì mình chơi thêm đồ Mỹ Đế, mình chọc mấy thằng bên kia cho nó vui. Được không? Bên bển tụi nó không có tiền uống, mình ở bên đây mình uống, mình chọc tụi nó chơi cho nó vui thôi. Cuộc sống này cần phải có niềm vui nữa nha các bạn. Trả lời với phản động Randocker nó như vậy đó bạn. Quan điểm của Di về vua Gia Long Nguyễn Ánh có mưu đồ khi nhiều bài viết muốn rửa mặt Nguyễn Ánh, cãi bà nó. Nói chung mà tôi nói rồi, Nguyễn Ánh thì nói chung mà tôi đã nói rồi, giữa ông Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh là thích ông Nguyễn Huệ hơn, ông men hơn, ông đàn ông hơn, tập tôi vậy đó, thằng nào đàn ông tôi thích à. Còn ông Nguyễn Ánh thì tôi không thích bằng, thế thôi, hiểu chưa? Bây giờ quan điểm trăm người mười ý, cải tía đó. Quan điểm của tôi một lần tôi nói mãi mãi,